Hello, xin chào các ông. Không biết các ông có để ý không những cái máy chụp ảnh du lịch, máy compact ấy và những cái máy crop như Sony A6400 mình đang cầm trên tay này thì nó đều có một cái chức năng rất là hay, đấy là cái chức năng làm đẹp da. Thì cái chức năng này nó sẽ không bao giờ có ở trên những cái máy chuyên nghiệp, còn những cái máy không chuyên dành cho dân không chuyên, ví dụ như các cái máy crop hoặc là các cái máy ảnh du lịch ấy, thì nó đều có cái chức năng này và hầu như là hãng nào cũng có luôn. Thì những cái chiếc máy như là A6400, A6300, A6000 hay là thậm chí là vua crop của Sony đến là A6600 thì đều có cái chức năng làm đẹp da vô cùng thú vị và nó vô cùng thích hợp cho những cái bạn sống ảo. Đấy. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách setup nó như thế nào và mình sẽ chụp thử cho các bạn hai tấm để các bạn so sánh cái chức năng này nhé. OK, đầu tiên các ông vào menu này, các ông vào cái phần cài đặt của ảnh, các ông chuyển sang file format là JPEG, phải là JPEG nhé, nếu mà là RAW thì sẽ không có cái chức năng đó đâu. Đấy, JPEG này. Tiếp theo các ông sẽ vào cái picture profile, sau đó là off nó đi. Tiếp theo nữa là các ông sẽ vào ở đây nó có một cái, nó ở menu nào ta, nhiều quá. À đây, trang 12 của cái menu đầu tiên, menu chụp ảnh là nó có soft skin effect, các ông vào đó. Ở đây là có off này, có on này. On thì nó có hai cái chế độ, đấy là high và medium và low. Thì các ông muốn mịn màng nhất, ảo nhất thì các ông chọn là hai. Còn nếu không thì sẽ để medium thôi. Đấy. Ví dụ mình để hai, ok. Và bây giờ mình sẽ đi chụp người mẫu hai cái bức ảnh để cho các ông so sánh nhé. Như các bạn thấy ở trên ảnh thì là phần bên trái là mình bật cái chức năng làm đẹp da mặt, còn phần bên phải, cái ảnh ở bên phải thì là cái ảnh thông thường. Mình tắt chức năng làm đẹp da mặt đi thì các bạn đã thấy là cái chức năng làm đẹp da mặt nó sẽ làm cho cái da mặt của bạn bóng bẩy trắng như là mông em bé luôn. Ok, và mặt của các bạn sẽ đẹp như mông em bé khi sử dụng cái chức năng này. Và đừng quên subscribe nhá.